Cầu gỗ Phú Kiển dài 250m, rộng 1,5m bắc qua sông Cái, đoạn xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dân hành nhiều năm qua. Cầu dự kiến xây bới trong năm sau, với kinh phí gần 500 tỷ đồng để thay thế cây cầu gỗ hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thuận lợi trong việc đi lại giao thương cho hàng ngàn hộ dân ở Nha Trang. Trước đây, người dân Ba Thôn, Xuân Ngọc, Hòn Nghe 1, Hòn Nghe 2 của xã Vĩnh Ngọc muốn vào trung tâm xã để giao dịch học hành, phải đi đường dòng mất khoảng 30 phút vào năm 2001, một người dân ở Nha Trang đã đầu tư cầu gỗ Phú Kiển thu phí mỗi lượt phương tiện qua lại. Để gia cố cho cây cầu, những năm gần đây, trụ gỗ dần được thay thế bằng các trụ bê tông, chần chống thêm thanh thép. Tuy vậy, cầu Phú Kiển vẫn xuất hiện các điểm hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông. Cầu mới bằng bê tông kiên cố với kinh phí dự kiến 477 tỷ đồng sẽ thay thế cầu gỗ hiện hữu. Theo thiết kế, cầu mới có chiều dài 280m, rộng 16m, với chi phí xây lắp khoảng 300 tỷ đồng và còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào giữa năm 2024 và hoàn thành vào năm 2026.